là nhiều chị em hỏi em Loan là không biết là có cái loại kem nào mà nó có thể là vừa dưỡng da, trắng sáng da, nâng tông đẹp da mà lại chống nắng được luôn. Thì hôm nay em sẽ làm cái video để dành cho các chị em mà chúng ta thấy là khá là bận rộn đấy, không có thời gian để skincare, hay là chúng ta muốn là không muốn make up gì hết mà chỉ muốn là sử dụng những cái loại gì nó nhanh gọn vào da mà vẫn dưỡng da được luôn. Thì hôm nay thì em Loan sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm mà nó có thể là vài tác dụng trong một sản phẩm luôn mọi người nhá. Đó chính là serum Forencode dưỡng da chống nắng cho mọi người luôn. Kem Forencode này á thì mọi người thấy là nó sẽ có tên đầy đủ là Wonder Week Marula Turn Up Sun Ampoule. Nó chính là một loại serum để giúp vừa nâng tông chống nắng cho mọi người luôn. Thành phần chính của nó chính là tinh dầu được ép lạnh Marula. Đấy, một cái loại tinh dầu này nó có tác dụng chống oxy hóa rất là tốt, cấp ẩm rất là tốt, nên là khi mà mọi người sử dụng lên á, nó sẽ là giúp cho mọi người da được trắng sáng, mềm mượt hơn. Đặc biệt là loại này nó sẽ nâng tông cho mọi người nhá. Đây là cái loại nâng tông, khi mà mọi người sử dụng trên da thì nó sẽ nâng tông tầm 3 tông. Đấy, da nó sẽ sáng hồng lên, trắng sáng hồng. Đấy, ngoài cái thành phần là tinh dầu marula được ép lạnh thì nó có thành phần đó chính là tinh chất ngọc trai. Thì ngọc trai thì nó sẽ có 10 loại axit amin hỗ trợ làm dưỡng trắng sáng da. Nên là mọi người đã cái kem này ngoài cái tác dụng là nó chống oxy hóa, dưỡng trắng da, nó nâng tông đẹp cho mọi người luôn. Đấy. Tiếp theo là cái thành phần của nó chính là tinh chất rau má. Thì tinh chất rau má nó hỗ trợ làm dịu da. Đấy, hỗ trợ làm dịu da, hồi phục da cho mọi người đúng không ạ? Đây thì bây giờ này mình sẽ test kem cho mọi người xem nhé. Thành phần chống nắng của loại này của kem Forencode serum này thì nó sẽ là SPF sẽ là 37 và BA sẽ là 2 cộng. So với rất là nhiều loại chống nắng khác thì cái loại chống nắng này thì nó chỉ có chỉ số của nó thì khá là ở mức trung bình thôi, nó khá là thấp thôi. Đấy, 37 và BA là 2 cộng thì thường thường chúng ta sẽ dùng là SPF sẽ là 50 và BA sẽ là 4 hoặc 5 cộng đúng không ạ? Tuy nhiên thì loại này BA 2 cộng và SPF là 37 thì sẽ dành cho những bạn ví dụ như là chúng ta thấy hoạt động ở bên trong nhà, dân văn phòng đó, dân văn phòng hay là những bạn mà chúng ta làm việc ở trong nhà trong công ty thôi, không phải đi nắng nơi ngoài trời mà chúng ta tiếp xúc với ánh sáng điện thoại hay là TV màn hình máy tính các loại thì chúng ta sử dụng cái này rất là hợp lý. Đấy, còn với những bạn đi ngoài thì mình khuyến khích các bạn sử dụng những cái loại mà có chỉ số chống nắng cao thì nó mới chống nắng tốt được mọi người nhé. Đây bây giờ mình sẽ giúp cho đây mình sẽ test cho mọi người xem này. Khi mà bôi vào lớp kem này ở trên tay thì mình thấy là nó khá là lỏng. Đấy, khá là lỏng mà cái màu của nó thì nó là màu hồng mọi người nhé. Kem lỏng màu hồng thì bôi vào trên tay thì những cái loại dạng lỏng như vậy thì nó mới là dễ sử dụng. Đấy, dễ sử dụng bôi vào thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ được tán đều ra. Đấy, tán đều ra make up nâng tông tầm 3 tông đúng không ạ? Tầm 3 tông. Đấy, màu khá là mượt và đẹp thôi. Đấy, tinh chất dưỡng da luôn nên là với những bạn da khô, da không đều màu, chúng ta sử dụng cái này rất là ok nhá. Đó. Mùi thì mình thấy là mùi khá là dễ chịu thôi mọi người ạ. Đó, nâng tông đẹp cho mọi người luôn đúng không ạ? Nâng tông tầm 3 tông luôn. Đấy, mềm mịn và bết không bị bết dính đâu mọi người nhá. Và những cái bạn mà bôi mà cứ sợ bết dính á thì mọi người thấy là dùng mấy cái loại đấy là nó không có ok. Đấy, còn cái này thì nó không bị bết dính đâu, bôi vào mình sẽ thấy là nó kem nó tán đều, thẩm thấu nhanh. Đó, lớp mỏng thôi, không quá là dày đâu mọi người ạ. Đó, với những bạn mà make up thêm á, sử dụng những cái loại phấn này các thứ thêm thì mọi người thấy là khi mà bôi này rồi nó giống như một lớp kem nền. Mọi người có thể make up những bước tiếp theo nhé. Ok, nếu mà còn thắc mắc cho cái sản phẩm serum dưỡng da trắng da nâng tông Forencode này, mọi người thì liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 38298 nhé. Ok, xin chào cả nhà.